này thiện hiện pháp không nội, chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện, chân như chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng này thiện hiện thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lượng, không có số lượng không gì sánh bằng thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lượng, không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lượng, không có số lượng không gì sánh bằng bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương đường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tám giải thoát, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương đường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương đường, không có số lượng, không gì sánh bằng này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng, không gì sánh bằng, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng, không gì sánh bằng này thiện hiện pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lộc tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, mười địa Bồ Tát chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, năm loại mắt, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường không có số lượng, không gì sánh bằng. Bằng. này thiện hiện mười lực phật chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện pháp không quên mất chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện trí nhất thiết chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số số lượng không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tất cả pháp môn đà la ni, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường không có số lượng, không gì sánh bằng. Tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, quả dự lưu, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện quả vị độc giác chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hết quyển thứ 308